em tên là Long, em ở Tài Nguyên. Dạ vâng. Em muốn hỏi về cái chè của em là được hơn 1 năm tuổi rồi. Dạ vâng. Thì em đang muốn bón cái phân hữu cơ vi sinh, em trộn cái phân phân gà để em bón ấy, thì là một số người thì cho em biết là bón cái phân gà với chè thì nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cái chè, sau là nó chết. Nhưng mà chuyên gia là có bón cái phân gà với chè không? Nếu mà không thì là lý do tại sao? Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai của em là bãi chè nó có cái gọi là cái lấm tóc ấy, nó nhỏ, những cái sợi tóc của em đen nó dài, cách trị kia đấy nó như thế nào? Dạ vâng ạ. Sau đây câu hỏi thứ ba của em nữa là em muốn hỏi về cái cây nhãn của em, bây giờ nó đang phun cái dòng hoa ra dài khoảng 10 phân rồi, thì cái cách chăm bón như thế nào, bây giờ có cần chăm bón gì không? Dạ vâng, xin mời chuyên gia Đinh Văn Đức ạ. Dạ vâng. À, thưa anh, bây giờ tôi xin lần lượt trả lời từng cái câu hỏi của anh. Cái thứ nhất tức là cái chè của anh ấy nói rằng có giờ có bón được phân gà hay không. Thưa anh rằng là chè vẫn bón được phân gà. Tuy nhiên rằng nếu chúng ta dùng phân còn tươi và chúng ta lại bón với lượng nhiều thì chắc chắn là sẽ dẫn đến chết cái chè. Bởi vì lượng phân gà người ta sử dụng chỉ bằng 1/4 đến thời kỳ cây nhỏ, còn khi cây lớn là người ta chỉ dùng đến khoảng 1/3 so với lượng phân hữu cơ thôi để dùng thôi, còn so với các phân hữu cơ khác để dùng thôi, chứ còn không được dùng với lượng nhiều. Vì thế cho nên là anh nên chú ý cái lượng bón là rất quan trọng. Và thứ hai nữa là trước khi bón chúng ta phải ủ cho thật hoài mục, thật hoài đã. Dù rằng có thể anh mua cái phân gà đó về người ta đã đóng ở trong các bao, có một ít nó đã hơi hoai rồi đấy, nhưng vẫn có những cái phần chưa được hoai, bởi vì những cái phần người ta tuồn ra trước thì nó đã, người ta ngủ lâu rồi thì nó hoai, còn những cái phần mới ra về sau này thì nó chưa hoai, cho nên về dứt khoát chúng ta buộc chúng ta phải ủ lại cho nó thật kỹ, thật hoai rồi lúc chờ chúng ta mới được sử dụng bón. Còn thời kỳ cây còn nhỏ như thế này anh chỉ biết tức là lượng bón nên bón lượng rất nhỏ thôi, lượng ít thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta bón với lượng hơi cao một tí, bề trên phân gà chúng ta biết tức là có hàm lượng gà silic này, kali này là rất cao. Vì thế cho nên rất dễ dàng đến gây cháy và chết cây. Vì thế cho nên chúng ta không được bón với lượng nhiều ở chỗ đó. Mà thường người ta dùng cái này ấy, phân gà này người ta thường hay ưu tiên để sử dụng cho bón cho các loại cây ăn quả. Cái thời kỳ nuôi quả là rất có rất tốt và giúp cho chất lượng quả rất là cao. Còn chè chúng ta chủ yếu thì chúng ta thu lá mà, thu búp mà. Vì thế cho nên là nên chọn các loại phân có hàm lượng đạm hơi cao để chúng ta bón thì tốt hơn. Đấy, việc thứ nhất. Việc thứ hai, tức là đối với vườn chè thì cái nấm tóc, thì thưa anh đừng nói đấy, người ta gọi là bệnh nấm tóc. Đúng như thế, nó như là sợi tóc, nó màu đen, nó bám, quấn ở trên, dính vào trên các cành. Còn thì chè nếu mà nó bám nữa nhiều thì cuối cùng nó dẫn đến làm cho cái cành đó bị khô và chết. Không chết. Vì thế cho nên đây là bệnh nấm tóc, mà đúng là ở khu vực Thái Nguyên là bị cái bệnh nấm tóc này tương đối nhiều. Cho nên là bây giờ bệnh nấm tóc tốt nhất là bây giờ chúng ta nên chú ý là vào các đợt đốn hàng năm ấy, là chúng ta nên đốn hơi sâu một chút. Chúng ta thu nhặt hết tất cả những cái sản phẩm đốt để đưa ra ngoài để chúng ta tiêu hủy. Đáng nhẽ tức là người ta đốn xong, người ta phải dùng cái đó để người ta để mà người ta gọi là ủ xanh lại cho trả lại chất hữu cơ cho vườn chè. Nhưng mà vì đây nó có bệnh cho nên là chúng ta buộc phải đưa ra, chúng ta phải dùng bổ cái chất hữu cơ lại bằng cách khác, chứ không thể để dùng nó phải. Bởi vì chúng ta dù có đốn đi chăng nữa nhưng những cái thì tế bào nấm ấy nó còn ở tồn tại ở trên mặt đất ấy, sau đó nó lại ngành bảo tử của nó lại trở lại trên vườn chè của chúng ta, nó gây hại. Sau khi đốn xong rồi thì chúng ta phải chú ý tức là nhặt gỡ hết tất cả những cái sợi nấm, đặc biệt những cái chỗ nó hình thành những cái cục bào tử ở trong đó, những hạch ở trên đó là chúng ta phải rỡ cho bằng hết, rỡ nhặt cho bằng hết. Sau đó rồi thì chúng ta phải sử dụng một trong các loại thuốc không độc để chúng ta phun liên tiếp cho tôi 2 lần. Lần thứ hai cách lần thứ nhất khoảng 5-7 ngày sau. Thế chúng ta phun liên tiếp như vậy thì nó sẽ giảm dần, và chúng ta cứ thực hiện như vậy thì không thể làm một vụ mà nó có thể hết ngay được. Chúng ta phải làm liên tiếp một vài vụ. Thì như vậy thì dần dần cái bệnh này nó mới được giải quyết một cách triệt để ở trên vườn chè của chúng ta được. Còn trường hợp thứ ba là cái câu hỏi thứ ba của anh là về cây nhãn.
nhãn của anh khi nó ra bây giờ đã chùm hoa, nó đã dài khoảng 10 cm rồi, thì bây giờ chúng ta muốn cho hoa nó phát triển, chùm hoa nó to hơn, nó dài hơn, chứ lúc này người ta không bón phân nữa, chỉ người ta chỉ có bổ sung dinh dưỡng khi nào trước đây anh chưa kịp bón phân mà thấy cây nó bị yếu quá, thấy nó thiếu dinh dưỡng quá, thì có thể người ta bổ sung dinh dưỡng bằng cách là phun phân qua lá thôi, chứ không được bón phân ở dưới gốc bây giờ nữa. Thứ hai nữa là thường tức là đối với cây ăn quả đã thời kỳ đang ra hoa là người ta không bón phân, người ta bón về trước khi ra hoa khoảng một tháng kia. Rồi còn bây giờ anh muốn cho chùm hoa nó phát triển to thì anh nên dùng cái đấy, một là cái chế phẩm vườn sinh thái anh phun, hoặc là cái kích phát tố hoa trái Thiên Đông để chúng ta phun, hoặc là cái flower 94, tức là F94 để chúng ta phun, thì sẽ giúp cho cái chùm hoa nó phát triển to, nó dài hơn, và đặc biệt là các hoa của chúng ta nó phát triển đầy đủ hơn, đặc biệt sau này cái nhị đực của nó, các hạt phấn của nó sẽ phát triển rất là tốt và giúp cho cái quá trình thụ tinh thụ phấn sau này được tốt hơn, thì chúng ta nên phun cái đó. Thì như vậy chị sẽ giúp cho, sẽ nâng được cái năng suất của cái vườn nhãn của anh lên cách đáng kể. Dạ vâng ạ, những thắc mắc của anh Long ở tại Thái Nguyên thì đã được chuyên gia Đinh Văn Đức của chúng tôi giải đáp hết sức kỹ lưỡng rồi, và chúng tôi hy vọng rằng là qua đây thì khán giả đã có thêm rất nhiều những kinh nghiệm hay trong quá trình canh tác nông nghiệp. Cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình và cảm ơn chuyên gia Đinh Văn Đức với những tư vấn vừa rồi ạ. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phân phối độc quyền một số loại thuốc hiệu quả dành cho cây trồng cũng như cho dưa bầu bí. Quý bà con có thể tham khảo ở link shop L hoặc liên hệ với số điện thoại trên màn hình.